Kính chào quý khán giả đang theo dõi thông tin toàn cảnh trên kênh tin tức của Báo Tiền Phong. Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 0 giờ 15 phút rạng sáng ngày 24 tháng 5 tại căn nhà cho thuê nằm sâu trong ngõ nhỏ trên phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khiến 14 người thương vong. Tại Bệnh viện Giao thông Vận tải, 3 nạn nhân của vụ cháy ở Trung Kính nhập viện từ 1 giờ 30 phút đêm đều trong tình trạng hoảng loạn, người bám đầy tro bụi. Trong số 3 nạn nhân, một cặp vợ chồng nằm tại khoa cấp cứu với triệu chứng hô hấp đơn thuần. Người còn lại là một cụ bà lớn tuổi đến viện trong tình trạng kích thích, suy hô hấp, thở oxy, dùng khí rung giãn phế quản, tình trạng đã ổn hơn. Bệnh nhân được chuyển lên khoa hồi sức tích cực. Anh Hát, sinh năm 1989, một trong số nạn nhân sống sót của vụ cháy trong ngõ 119 Trung Kính, nằm trên giường bệnh của khoa cấp cứu, Bệnh viện Giao thông Vận tải, trong sáng 24 tháng 5, kể lại giây phút kinh hoàng, có 2 đến 3 tiếng nổ lớn. Sau đó, ngọn lửa lan rất nhanh khiến hai vợ chồng họ phải trú ẩn trong phòng. Anh Hát cho biết, gần 1 giờ sáng, 2 đến 3 tiếng nổ lớn, sau đó là tiếng hô hoán kéo theo anh Hát khỏi giấc ngủ. Sau đó, lửa tràn ra khắp nơi, nguồn nhiệt lớn, cháy cả vào cửa sổ nhà mình. Từng học được những kinh nghiệm thoát nạn sau nhiều vụ hỏa hoạn, người đàn ông chợt nghĩ, nếu chạy ra ngoài thì sẽ chết. Giây phút quyết định, hai vợ chồng anh kiếm nhiều lớp vải thấm nước, cuốn thành nhiều lớp để che lên miệng và mũi, rồi nguyện ở trong nhà. Sau khoảng 1 tiếng, lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường, họ được đưa ra ngoài và được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. Anh Hát nói thêm, lúc ấy tôi tự trấn an mình và vợ không hoảng loạn, phải giữ bình tĩnh. Đây là điều then chốt nhất. Miêu tả thêm về căn nhà, người đàn ông nói đây là dãy trọ cho thuê. Phía dưới có cửa hàng sửa chữa xe đạp điện, vừa chuyển đến ở khoảng 2 đến 3 tháng. Anh nói hàng xóm chủ yếu là người lao động, họ không giao tiếp nhiều với nhau do phần lớn thời gian trong ngày đi làm. Tại hiện trường, nhiều nhân chứng cũng không khỏi bàng hoàng, chia sẻ thông tin liên quan đến vụ việc. Hỏa đến này. Đấy. Đấy còn thêm ta đến này. Nhưng mà không ai tham gia vào cứu được. Không vào được vì lửa to lắm vào thơm anh. Lửa cái bùng này anh nhìn sáng được không ai vào luôn đấy. Đấy từng chết mà. Lúc đấy là dân ở đây không có ai hay có đông không? Có tầm 10 người. Thì em là người, em hơn 10 người tí. Sau là đông, sau là đông đây này đông rồi, như này đông rồi. Đấy chứ hỏa đến là đông rồi. À đấy. Sau đó là công an đuổi em ra ngoài thì đang cũng cấp cứu nó to và lớn. Đấy nghe bụng bụng nghe tiếng cứu của anh. Nghe từng cái lửa kêu hét ầm lên. Tức là cái lúc mà có cái tiếng bụp bụp là đã bắt đầu cháy rồi. Cháy rồi, lam rồi, đấy to rồi. Đấy. Đấy, không phải là ít người mà, ít người thì ngoài đâu. Sau thì bạn chứng kiến sau thì có người nào sống sót ra ngoài anh thế nào? Có 2 người cứu hỏa cứu ra mà. Có cứu hỏa cứu ra mà. Đấy rồi, đấy. Đấy. Đấy là chưa kêu đấy, đấy. Mới. Bạn tên là gì? Đó. Em tên Bảo. Cái gì Bảo? Bảo Vũ Minh Bảo ạ. Bạn ở đâu? Đó. Em ở Thái Bình ạ. Bạn ở gần đây ạ? Em ở gần đây. Em chạy xe đêm ở đồng 119 Hưng đấy. Ở chỗ Trần Vĩ Hưng. Vâng, em đến ngay siêu thị nhà này. Vâng. Mà bạn ship vào đây thì bạn thấy hả? Vâng. Thế ở đây thì nếu mọi người kêu cứu thì kêu bùng cháy to ở đây thì cháy rồi đấy xông vào xem chứ. Nhưng mà nửa to lắm vào sao được? Không muốn nào cứu được. Không vào cứu được, lửa to lắm nó bùng lên nó to lắm, bụng ăn nó vào anh. Nó to lắm. Lúc đấy chỉ có một vài người dân đi ra để hô thôi, còn mọi người chủ yếu là mọi người chỉ xem thôi ấy. Nên là lúc đấy bạn mình có một bạn mình đang đứng ở đây thì bạn ấy chạy về để lấy bình cứu hỏa và chạy ra dập lửa, trực tiếp dập lửa ngay lúc đấy luôn ạ. Nhưng mà thực ra thì đám cháy nó quá to và nó cháy ở cái ổ điện nên là không dập được. Mọi người cũng có hỗ trợ để dập lửa nhưng mà nó không đáng kể lắm. Chỉ khoảng 10 phút sau thì bên đội cứu hỏa đến và mất khoảng 10 phút nữa để mọi người nối dây từ bên ngoài vào vì đội cứu hỏa không tìm được đường và cái ngõ nó quá nhỏ ấy. Nên là xong mọi người đội cứu hỏa đến thì khoảng 1 giờ 5 là mọi người bắt đầu dập lửa. Ví dụ như là bạn sinh sống ở gần khu vực này, bạn có kể là nhà mình thì cũng hỗ trợ để mà dùng bình cứu hỏa ấy, thì bạn có thể chia sẻ lại là cụ thể thì mọi người đã hỗ trợ như thế nào không ạ? Lúc ấy mọi người em nghe có người dân hô lên thì mọi người đang chạy ra để xem tình hình nó như nào và lúc ấy mọi người mới quay về để lấy bình cứu hỏa. Lúc đấy có khoảng 4-5-6 người đàn ông người ta lấy bình cứu hỏa ở xung quanh đến và người ta hỗ trợ dập lửa ở trong đấy, trực tiếp đến đấy dập lửa luôn ạ. Và chạy ra ngoài để dẫn đường cho đội cứu hỏa vào ấy. Vâng, thế thì ngày hôm qua thì bạn đã ở khu vực này đến khoảng mấy giờ ạ? Mình ở đây đến khoảng 3 rưỡi. 3 rưỡi, thế thì cái lúc khoảng 3 rưỡi đấy thì hiện trường thì mọi người đã giải cứu thành công những người sống ở trong khu vực đó chưa ạ? Lúc đấy thì mọi người đưa ra em thấy là người ta hỗ trợ đưa ra được khoảng 2-3 người đang còn không bị thương, và còn một lúc sau nữa thì người được đưa qua cá và hầu như là người đã bị thương khá nặng. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều ạ. Nhà chủ cho thuê mà, chủ với là trọ ở cùng mà. Ở cùng. Đấy. Xây chung quanh này này, cái sân xung quanh này này. Nói sân này. Rồi. Cháy tầm mấy giờ? 12 giờ. Đêm. 12 giờ 1 giờ. Đây lúc hiện trường. Xe cứu hỏa kêu ầm ầm ầm. Chắc là nhà đấy là người nhà gọi luôn cả người xung quanh. Ông chạy ra sửa cho người ta, người ta xong là đến sửa xong là đi là ra. Bà mà chạy cùng với ông thì bà cũng chết. Vâng, thế là nhà có ba người, xong rồi mẹ con chết. Mẹ với cả con trai. Con trai nếu mà phải ở hùng sửa xe máy thì là mấy đứa mẹ. Vâng. Ở dưới đấy là sửa xe máy hay kinh doanh xe điện? Sửa xe đạp điện không? Cái gì ạ? Sửa chữa xe máy, sửa chữa xe. Cái biển đấy là biển trong cái nhà đấy đấy ạ. Sau cái nhà này, sau cái nhà này. Đây mà nhất là người nhà hoặc là người khách hàng, người ta thuê nhà mình ai cả muốn cứu người. Thế nhưng mà có một cái là thực tế là sức khỏe và cái sức lửa cháy và khói nó nhiều ấy, thì là nó nóng và nó khói, nhất là khói cao su ở dưới ấy. Đấy, cao su bạn đi sửa chữa xe đạp điện xăm nốt rồi ác quy vứt lủng củng ở dưới, khi nó cháy lên nó có vài hóa chất mà cao su nó cháy thì khói kinh, chăn màn đồ đoàn gia đình cháy khói đỡ kinh, rồi khói cao su thì sợ lắm. Thế là nó cũng nguyên nhân càng ngày càng khói đặc hơn, nhiệt độ nó cao hơn. Ai là người phát hiện ra đầu tiên này? Anh thì anh không biết được vì là mãi sáng anh mới nắm được tình hình sơ bộ như thế thôi. Thế còn thì cái người đầu tiên phát hiện thì không biết được là ai. Có khả năng là Hùng, con trai của người bác chủ nhà. Cái con trai bác chủ nhà là người hỗ trợ tích cực để cứu. Đúng rồi. Hùng ấy là hỗ trợ cứu được mấy người ạ. Phát hiện nó cũng đang độ tuổi trung niên mà khỏe, cũng cứu được mấy người nhà đấy. Thế nhưng mà về sau cái chuyến cuối cùng chắc cũng mệt rồi, thế là cứu thêm chắc là nó cũng là mà nhiệt độ nó nóng và khói lưu ý là thế là cũng không phát hiện các cậu ấy. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà trọ tại phố Trung Kính rạng sáng ngày 24 tháng 5 đã làm 14 người tử vong, 3 người bị thương. Tầng 1 và sân của ngôi nhà ngổn ngang xác của xe đạp điện và xe máy điện. Cụ thể, sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo lực lượng công an phường, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phường, đội dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở lập tức có mặt tại địa điểm có cháy, sử dụng các phương tiện chữa cháy của điểm chữa cháy công cộng và các hộ gia đình xung quanh để xử lý đám cháy. Tại hiện trường ngôi nhà, người dân xung quanh cùng chủ nhà đã phá cửa sổ tầng 2, nhà 2 tầng để cứu thoát ra ngoài 4 người. Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở gia đình, cho thuê để ở và sửa chữa xe điện. Ngôi nhà cách mặt phố Trung Kính khoảng 200 m, tại ngách 43/98 đã được thành lập điểm chữa cháy công cộng cách ngôi nhà xảy ra cháy khoảng 30 m. Quy mô nhà gồm một nhà 2 tầng, một tum bố trí sân phơi thoáng và một dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150 m2 trên tổng diện tích khu đất xây dựng là 205 m2. Phần diện tích còn lại khoảng 55 m2 là sân trống bố trí để xe máy, xe đạp điện. Ngôi nhà đã được trang bị bình chữa cháy, được bố trí tại sân và hành lang các tầng nhà. Tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà là 7 người và có 17 người đăng ký thuê để ở. Tổng số 12 phòng cho thuê, 10 phòng cho thuê và 2 phòng chủ nhà ở. Thành viên gia đình đã tham gia lớp tuyên truyền, tập huấn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do Ủy ban nhân dân phường tổ chức. Ngay sau khi đến hiện trường, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai tổ chức cắt, phá khóa cổng chính để triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận khu vực cháy qua sân chính, lối vào các gian phòng ở các tầng của ngôi nhà, cứu được 3 người theo hướng tiếp cận này. Đồng thời, triển khai phá ô cửa sổ trên bề mặt tường ngoài tầng 2 của nhà ở hộ gia đình, sử dụng thang dây cứu nạn của nhà dân trang bị, cứu được 4 người theo hướng tiếp cận này từ tầng 2 của ngôi nhà. Sau 10 phút tổ chức chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan rộng sang các hộ gia đình liền kề. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục tổ chức phun nước chữa cháy, làm mát cấu kiện, tổ chức tìm kiếm người bị nạn và cứu nạn. Đến hồi 1 giờ 26 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và tiếp tục tổ chức tìm kiếm người bị nạn. Thống kê thiệt hại và nguyên nhân, về người, số người tử vong là 14 người, 10 người được đưa đến nhà tang lễ Trần Vĩ, 4 người được đưa đến nhà tang lễ Bệnh viện 198. Số người bị thương là 3 người đang được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải, gồm Nguyễn Thị Khuyến 84 tuổi, Nguyễn Thị Xuyến 30 tuổi và Nguyễn Thọ Khang 35 tuổi. Hiện sức khỏe của cả 3 người đã cơ bản ổn định. Nguyên nhân của vụ cháy được Ủy ban Nhân dân phường phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ chức năng đang điều tra làm rõ. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân phường đang chỉ đạo lực lượng công an, y tế, cứu hộ cứu nạn phường, cán bộ, công chức phường để ổn định tình hình, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình người bị nạn. Sân đấy là toàn để là xe máy với xe đạp điện, người ta sửa đấy, đánh nhau người ta đập cửa cơ. Tôi cũng nằm được thì cũng phải đến 5 phút tôi mới chạy xuống thôi. Đúng thì đang ở cháy bên nhà sửa xe máy, xe đạp điện đấy. Thế là chính là nhà chủ đấy. Thì xuống thì mọi người là cứ vào dẹp đuổi hết, và trong này tôi chỉ dẹp trong này tôi không đứng được ngoài. Thế là cũng ở ngoài nhóm ngó ra thôi. Thì là trong công ty này mới gọi cho cứu hỏa, họ đến ngay. Ở dân đây cũng mang rất là nhiều bình xịt đến, không cứu được cái gì của khóa, của ngõ khóa không có lối cửa rồi, thế là không tiếp cận vào trong. Thế là xong đội cứu hỏa đến, công an đến là ngày sau một lúc người ta sẽ không dọn dẹp được. Tôi chứng kiến. Thời gian qua, liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy khiến người dân hoang mang. Số vụ cháy càng dày đặc, từ các cơ sở kinh doanh cho đến những ngôi nhà cao tầng hoặc nhà ở kết hợp cơ sở kinh doanh. Vậy đâu là nguyên nhân của các vụ hỏa hoạn trên? Chỉ trong tháng 3, liên tiếp các vụ hỏa hoạn trải đầy khắp mặt báo. Bên cạnh hai vụ hỏa hoạn xảy ra mới nhất vào đêm 14 tháng 3, rạng sáng 15 tháng 3, khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy khỏi tòa nhà 6 tầng vừa được đưa vào hoạt động từ đầu năm. Hay vụ hỏa hoạn thiêu rụi xưởng sản xuất tại Vĩnh Phúc với diện tích khoảng 470 m2. Chỉ 2 ngày trước đó, trên địa bàn Hà Nội cũng chứng kiến vụ hỏa hoạn tại một tổ hợp bar, karaoke, cà phê ở tầng 9 tòa nhà 9 tầng trên phố Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Tại hiện trường, lửa bốc cháy dữ dội, tia lửa bắn xuống làm cháy nhà 3 tầng liền kề. Ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ tầng 9 tòa trung tâm thương mại OCD Plaza, phường Ô Chợ Dừa, sau đó lan khắp tầng. Cột khói lửa bốc cao ngùn ngụt kèm theo tiếng nổ khiến vài chục người ở phía trong tháo chạy ra ngoài. Khu vực này có diện tích khoảng 110 m2, chất cháy chủ yếu là các vật, dụng cụ phục vụ kinh doanh gồm bàn, ghế, đồ uống. Tòa nhà nằm ở góc phố Ô Chợ Dừa và đường Đê La Thành, rộng khoảng 500 m2, cao 9 tầng. Trong đó tầng 9 kinh doanh cà phê, bar, nhà hàng, karaoke, tầng dưới là ngân hàng, tiệm massage, cửa hàng thời trang. Đến 10 giờ 15 phút, khói lửa vẫn bốc lên cuồn cuộn tại tầng 9 và có dấu hiệu lan xuống tầng 8. Tia lửa bắn tung tóe ra không trung, rơi xuống dưới đất, làm cháy ngôi nhà 3 tầng liệt kề. Lúc này, một số nhà dân vội di chuyển đồ đạc để phòng cháy lây lan. Rất may, vị thế khu vực nằm ngay trục đường chính giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều gần 10 xe cứu hỏa tới hiện trường, từ ngã năm Ô Chợ Dừa, Khâm Thiên và vỉa hè phố Ô Chợ Dừa. Xe thang cao 32 m đưa vòi rồng phun nước đến tầng 8 và tầng 9. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, hỏa hoạn cũng được khống chế, đám cháy cũng không gây thiệt hại về người. Đáng chú ý, chủ đầu tư tòa nhà OCD Plaza năm 2019 đã từng bị Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng với lỗi làm thêm chuồng cọp trên nóc nhà. Theo giấy phép được Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa cấp, trung tâm thương mại OCD Plaza có địa chỉ ở số 29 La Thành, phường Ô Chợ Dừa. Công trình có quy mô 7 tầng nổi, 1 tầng hầm, đi vào hoạt động vào năm 2007 và được xây trên nền đất cũ của chợ Ô Chợ Dừa. Tổng diện tích đất được sử dụng là 592 m2 với tổng 3.460 m2 sàn. Trên thực tế, vào năm 2019, người dân phản ánh chủ đầu tư công trình này đã làm chuồng cọp không phép phía trên nóc tòa nhà để phục vụ cho mục đích kinh doanh khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Đồng thời, quận Đống Đa yêu cầu chủ đầu tư đình chỉ việc thi công xây dựng công trình, tuyệt đối không để phát sinh thêm vi phạm trật tự xây dựng. Tương tự, một vụ cháy lớn cũng được ghi nhận trên địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào ngày 13 tháng 3. Vụ hỏa hoạn lần này xảy ra trong khu vực dân cư, khói màu vàng bốc lên ngùn ngụt kèm theo mùi khét phả vào các hộ dân xung quanh. Thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, vụ hỏa hoạn xảy ra từ phía sau của các cơ sở kinh doanh trên đường Nguyễn Trãi. Phát hiện có hỏa hoạn, người dân đã nhanh chóng sử dụng các phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bùng phát mỗi lúc một lớn hơn, người dân phải trình báo cơ quan chức năng. Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy. Theo người dân, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khói màu vàng kèm theo mùi khét bùng phát mạnh. Khi đám cháy xảy ra, người dân xung quanh đã rất nhiệt tình hỗ trợ hai cơ sở kinh doanh quần áo trẻ em và một cơ sở kinh doanh sửa chữa xe máy. Nhiều tài sản và hàng hóa của các cơ sở kinh doanh đã kịp di chuyển ra khu vực an toàn. Có 3 cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng do hỏa hoạn. vụ cháy cũng khiến khu vực bị mất điện. Nhìn lại những vụ cháy nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trong tháng vừa qua làm thiệt hại nhiều tài sản, có thể thấy hầu hết nguyên nhân của các vụ cháy do sự cố hệ thống thiết bị điện và sơ suất trong quá trình sử dụng nguồn nhiệt. Thêm vào đó, còn do chủ nhà chưa thật sự quan tâm đến an toàn cháy nổ đối với chính ngôi nhà mà mình đang sinh sống. Trên đây chỉ là số ít trong số nhiều vụ cháy nổ đối với những ngôi nhà, địa điểm kinh doanh lớn. Những vụ hỏa hoạn này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng chống cháy nổ tại các nhà ống, nhà ở kết hợp với kinh doanh, nhà ở trong khu dân cư đô thị, cơ sở kinh doanh, nhà xưởng. Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở, các chuyên gia cho rằng bên cạnh trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền, kiểm tra xử lý những vi phạm quy định an toàn phòng cháy, các địa phương cần đẩy mạnh và nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng trên toàn quốc để người dân tham gia đồng tình hưởng ứng. Nhìn chung, trong hầu hết các vụ hỏa hoạn, sai phạm của chủ đầu tư, chủ căn hộ, chủ cơ sở kinh doanh không đơn lẻ. Phải chăng chính quyền địa phương cũng chưa đủ sát sao trong công tác kiểm tra phòng chống cháy nổ? Cháy nổ luôn là mối hiểm họa khôn lường, thường để lại hậu quả nặng nề về sức khỏe, tính mạng cũng như thiệt hại về tài sản. Trước những vụ hỏa hoạn liên tục xảy ra với những thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2023, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình với nhiều điểm mới đáng chú ý nhằm hạn chế tối đa nguy cơ hỏa hoạn. Khi mà phần lớn các vụ cháy xảy ra tại nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp kinh doanh, thông tư này có hiệu lực sẽ phần nào làm giảm số lượng những vụ hỏa hoạn đáng tiếc. Hiểm họa cháy nổ có nguy cơ xảy ra ở bất kể nơi đâu và ở mọi thời điểm. Hậu quả của nó là để lại những mất mát, tổn thất không hề nhỏ. Để giảm thiểu thiệt hại từ hiểm họa cháy nổ thì bên cạnh ý thức chủ động, cảnh giác của từng người dân, từng hộ gia đình và mỗi cơ quan, đơn vị thì nâng cao chất lượng quản lý, hiệu quả, hiệu lực của công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn là hết sức quan trọng và cấp bách. Với mục tiêu phòng cháy hơn chữa cháy, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát an toàn phòng cháy chữa cháy cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và mang lại hiệu quả thực chất. Những vụ cháy nổ kinh hoàng vừa qua đã để lại những bài học quý về yêu cầu, nhiệm vụ, tư duy, cách tiếp cận mới cho công tác phòng ngừa hỏa hoạn cho thời gian tới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin toàn cảnh của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin cập nhật mới nhất, mời quý vị cùng theo dõi trong các bản tin tiếp theo trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong.